Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vĩnh Tường nâng cao hiệu quả từ nguồn vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp. Huyện Tam Dương phấn đấu đạt trên 30% học sinh sau trung học cơ sở theo học các lớp học nghề. Liên Hợp Quốc yêu cầu Israel ngừng xây nhà. Kabul và Islamabad bắt đầu tiến trình chuyển đổi nền tảng quan hệ song phương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vĩnh Tường đã tập trung vốn, đẩy mạnh chính sách tín dụng, phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Từ đó, tạo điều kiện cho người dân mở rộng sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vĩnh Tường đã chủ động tiếp cận các làng nghề, vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn. Đồng thời, ngân hàng chú trọng khâu cải cách thủ tục cho vay, hướng dẫn chi tiết cho khách hàng, nhất là khách hàng ở vùng kinh tế khó khăn. Do vậy, 3 tháng đầu năm 2015, công tác huy động vốn của ngân hàng đạt hơn 500 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 600 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 90% là nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong những năm qua, Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Tường luôn đồng hành với sự phát triển kinh tế của địa phương, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội địa phương, thường xuyên tiếp cận và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu vay vốn và sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là khách hàng, hộ gia đình, cá nhân vay vốn tại địa bàn nông nghiệp nông thôn để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nông dân. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng, nhiều hộ gia đình đã mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Trong đó có mô hình kinh tế của gia đình ông Lê Quảng Bá, thôn An Đảo, xã Vĩnh Thịnh. Nhà thì giờ có 12 con bò, cả to cả nhỏ. Thế thu nhập thì giờ có 7-8 con vắt, 7-8 con. Còn có những con này chưa vắt, đang cai cũng chuẩn bị vắt. Mỗi một ngày là cho tạ 2 sữa. Tổng thu nhập thì mỗi tháng được 40-50 triệu. Các chương trình đầu tư của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vĩnh Tường đã góp phần quan trọng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và phục vụ đắc lực cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phân luồng học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp các em lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu của xã hội, tránh lãng phí nguồn nhân lực cũng như chi phí cho giáo dục. Xác định tầm quan trọng của công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, ngành giáo dục huyện Tam Dương đã có nhiều giải pháp tích cực và đã được những kết quả đáng ghi nhận. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thu Hoài. Những năm trước đây, công tác phân luồng học sinh của các trường trên địa bàn huyện Tam Dương gặp không ít khó khăn do tâm lý trọng thầy khinh thợ nên rất ít người cho con đi học các trường nghề. Về phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, có một khó khăn lớn nhất đó là cái thói quen của phụ huynh học sinh suy nghĩ con mình dứt khoát cứ phải học lên trung học phổ thông để đoạn sau này vào học cao đẳng và đại học thôi, cố thiếu thì đi vay, cái đó rất sai lầm. Hiện nay là Đảng nhà nước có chủ trương chính sách, có rất nhiều nghề nghiệp phù hợp với các em trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các cháu cần phải nhận thức được mình có khả năng đến đâu, điều kiện gia đình như thế nào để chúng ta học tập với nghề nghiệp của ta phù hợp với khả năng sở thích của bản thân các em. Tôi cho điều đó là cả xã hội phải quan tâm, gia đình quan tâm. Hiện nay, việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở được định hướng vào 4 luồng chính là học tiếp lên trung học phổ thông, học lên trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề, vừa làm vừa học tiếp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên, trực tiếp đi làm kiếm sống. Việc phân luồng học sinh ngay sau trung học cơ sở sẽ rút ngắn được thời gian cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật cho xã hội được ít nhất 3 năm, giảm chi phí cho bản thân học sinh, gia đình và xã hội. Vì vậy, để việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở được hiểu đúng và mang lại hiệu quả tích cực, huyện Tam Dương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Để công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở năm học 2014-2015 được hiểu đúng và đưa lại kết quả cao, phòng giáo dục đào tạo Tam Dương tiếp tục thực hiện đồng bộ một số cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền hướng nghiệp
từng bước thay đổi nhận thức của xã hội về công tác phân luồng học sinh cho phụ huynh học sinh và học sinh. Thứ hai là chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch hướng nghiệp ngay từ đầu năm học với những nội dung cụ thể và thiết thực. Việc tư vấn hướng nghiệp theo phương châm là giúp học sinh có thể lựa chọn ngành nghề chính xác, không mang tính chất áp đặt, chủ yếu là lấy kết quả học tập của các em học sinh học lớp 8 và lớp 9 và kết quả thi khảo sát nhiều lần của năm học cuối cấp để các em có thể giúp các em lựa chọn được cái học nghề theo đúng cái khả năng của bản thân mình. Trên cơ sở đó, các nhà trường đã xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cụ thể cho các em học sinh cuối cấp ngay từ đầu năm với những nội dung chủ đề như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học và các hướng đi sau tốt nghiệp trung học cơ sở, định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương, tìm hiểu nghề bản thân. Từ đó giúp các em xác định được năng lực của bản thân, nhu cầu nhân lực của xã hội để có những lựa chọn đúng đắn cho tương lai. Sau khi được học hướng nghiệp do nhà trường tổ chức, nhận thức được tầm quan trọng của xã hội đang cần những người có tay nghề, cũng nhận thức được năng lực học của mình, em cũng có ý định là đi học tìm cho mình một trường dạy nghề nào đó để giúp mình có một nghề nghiệp ổn định, để sau khi ra trường có thể tìm được việc làm. Cùng với đó, các nhà trường tăng cường tuyên truyền cho các bậc phụ huynh, mời các trường nghề tới tư vấn cho học sinh và phụ huynh, tổ chức cho các em và gia đình tới tham quan cơ sở vật chất, điều kiện học tập tại các trường nghề. Từ đó, nhận thức của các em học sinh và phụ huynh dần thay đổi. Nhiều phụ huynh đã hiểu được lợi ích của việc học nghề và hướng cho con em mình theo học các trường nghề. Nhờ có những giải pháp phù hợp mà năm học 2013-2014 đã có 23,5% tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở của huyện Tam Dương theo học nghề và tham gia vào lao động sản xuất. Năm học 2014-2015, huyện phấn đấu sẽ có trên 30% học sinh sau trung học cơ sở theo học các lớp nghề và lao động sản xuất. Nhằm phát hiện và can thiệp sớm cho những trẻ em mắc bệnh về thính giác, mới đây Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với chi nhánh dịch vụ trợ thính Quang Đức, thành phố Hà Nội tổ chức khám sàng lọc cho 38 trẻ em nghi bị mắc bệnh về thính giác trên địa bàn tỉnh. Chương trình khám sàng lọc về thính giác cho trẻ em là hoạt động mang tính nhân đạo cao cả, có ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động trên đã giúp các gia đình phát hiện được bệnh về thính giác của con em mình để có biện pháp can thiệp kịp thời. Đồng thời qua khám sàng lọc, phát hiện những trẻ em bị mắc bệnh về thính giác và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn sẽ được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh cùng chi nhánh dịch vụ trợ thính Quang Đức hỗ trợ máy khiếm thính nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho các em vượt qua bệnh tật, hòa nhập với cộng đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Trung Đông Robert Seri cho rằng chính phủ mới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải dừng ngay hoạt động xây dựng các khu định cư mà ông cho là đe dọa, làm tiêu tan mọi khả năng đạt được hòa bình tại khu vực này. Ông cũng bày tỏ quan ngại về những phát biểu trước đó của Thủ tướng Netanyahu trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ không bao giờ cho phép thành lập một nhà nước Palestine khi ông còn nắm quyền. Điều này làm dấy lên nghi ngờ với cam kết của Israel về giải pháp hai nhà nước. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ mới của Israel hủy bỏ quyết định giữ tiền thuế của Palestine và nắm lấy cơ hội, thể hiện bằng lời nói và hành động về cam kết hòa bình của mình. Ông hối thúc cộng đồng quốc tế cần nghiêm túc xem xét việc đưa ra một khuôn khổ đàm phán và đó có thể là cách duy nhất để bảo vệ mục tiêu giải pháp hai nhà nước. Phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York, Mỹ, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở thăm Mỹ bày tỏ tin tưởng Kabul và Islamabad đã bắt đầu tiến trình chuyển đổi nền tảng quan hệ song phương. Ông nhấn mạnh hai nước đều đang nỗ lực xích lại gần nhau, đặt dấu chấm hết cho 13 năm thù địch và bày tỏ tin tưởng một mối quan hệ được cải thiện để loại bỏ sự hậu thuẫn lực lượng Taliban tại Afghanistan. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kabul vẫn hết sức thận trọng khi đánh giá triển vọng quan hệ với Islamabad. Từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái, Tổng thống Ghani chủ trương cải thiện quan hệ với Pakistan, coi đây là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Chủ trương này đã vấp phải không ít sự phản đối từ chính giới trong nước, đặc biệt là những người cho rằng Islamabad ngầm hậu thuẫn phiến quân Taliban. Tổng thống Ghani cho rằng sự ủng hộ của Pakistan có ý nghĩa sống còn đối với những nỗ lực thuyết phục phiến quân Hồi giáo ngồi vào bàn đàm phán.
Tại buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Martin Dempsey tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ thông qua chuyến công du Mỹ sắp tới. Ông mong muốn gửi tới thế giới một thông điệp rằng Tokyo và Washington sẽ đóng vai trò đi đầu trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe cũng cam kết sẽ tăng cường liên minh Nhật-Mỹ. Về phần mình, tướng Dempsey cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama rất kỳ vọng vào chuyến công du chính thức Mỹ 8 ngày sắp tới của Thủ tướng Abe. Tướng Dempsey cho rằng môi trường an ninh khu vực ngày càng trở nên phức tạp trong 2 năm qua. Ông Dempsey bày tỏ hy vọng các mối quan hệ song phương Mỹ-Nhật sẽ được củng cố hơn nữa. Tướng Dempsey tin tưởng việc điều chỉnh các nguyên tắc hợp tác quốc phòng song phương theo kế hoạch sẽ giúp hai nước đồng minh này tăng cường xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Hải quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập huấn luyện hải quân chung, một phần của cuộc tập trận chung thường niên mang tên Đại Bảng Non. Cuộc diễn tập kéo dài 6 ngày này diễn ra ở thành phố cảng Pohang, miền Nam Hàn Quốc, với sự tham gia của khoảng 4.100 lính hải quân và 3.500 lính thủy đánh bộ của cả hai nước. Tham gia cuộc diễn tập, hải quân kéo dài đến ngày 1 tháng 4 này có khoảng 30 tàu hải quân và tàu ngầm. Trong đó, phía Hàn Quốc điều một tàu đỗ trực thăng nặng 14.500 tấn, một tàu khu trục lớp Aegis nặng 7.600 tấn và một tàu ngầm nặng 1.200 tấn. Phía Mỹ điều tàu đổ bộ US Bohemian Discharge nặng 41.000 tấn, tàu vận tải đổ bộ US Green Bay nặng 25.000 tấn và tàu USS Atlant nặng 15.000 tấn. Bên cạnh đó, khoảng 80 máy bay và khoảng 40 xe bọc thép lội nước cũng được hai nước huy động tham gia diễn tập. Một vụ nổ lớn tại thành phố New York đã làm sập hai tòa nhà, gây cháy lớn và làm 12 người bị thương. Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa, 4 trong số 12 nạn nhân hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ đã thổi tung mặt tiền của tòa nhà dân cư và thương mại số 121 Đại lộ 2, đồng thời làm đổ sập tòa nhà số 123 kế cận và gây cháy lan rộng trong khu dân cư. Ngoài ra, hai tòa nhà lân cận khác cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa một phần đại lộ 2, trong khi hơn 250 lính cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát ngọn lửa lớn. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra. Song thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết, những dấu hiệu ban đầu cho thấy nhiều khả năng đây là một vụ nổ khí ga. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Uống rượu bia không lái xe.